Anh sống từ bên Mỹ về đây lần hả? Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này. Hát nhiều được rồi. Trời ơi trời, đâu được, đâu được. Đâu được. Mình biết sao không? Nếu mà anh hay á, đúng không? Thì anh cái chất giọng anh hay á, anh ca không cần nhạc, không cần lời, nó hay là hay à. Không, tiếng này hay nè. Bây giờ anh tặng cho bà cô và con cô bác tặng một bài hát nào cho nó biết của anh coi. Đồng hồ này mua đâu mà nhìn có hiệu dữ hả? Mỹ. Ồ, ta tặng tổ chức quế lần đó. Chính quế phải bên Mỹ tặng. Ồ, hả? Ồ, mới nãy em thấy là anh lấy miếng trà đường ở cà phê nè, anh chết lên mặt đồng hồ là sao? Là để cân cái độ cà phê cho nó có pha và quá chắc đúng không? Ôi, đồng hồ siêu sao dữ vậy? Đâu anh bỏ lại coi anh coi sao là anh chỉ em cách mà kiểm tra cái quá chất trong cà phê coi. Thì nó lên rồi đó, nó cũng như là không có, cho nên uống vô cái giọng mới trong vậy nè. Dạ, mỗi lần mà trước khi mình uống là mình phải đo cà phê là coi nó có bị quá chất không. Như lại đo nó cục bỏ đi lên cục đá đo. Đâu, làm lại cho em coi chỉ cách rồi. Rồi, không có, để chút xíu nữa tôi cho mấy ông thấy. Dạ. Chừng nào tôi vẽ cái bàn cờ vô con mắt ông, ông biết tôi lại. Cái gì? Dạ, tôi nhắm mắt lại tôi vẽ cái bàn cờ vô con mắt ông á. Ghê hả? Bàn cờ nhào gánh á, biết chơi bàn cờ đó không? Cờ nhào gánh ha. Ghê hả? Rồi chạy đó, siêu vậy. Đâu anh vẽ thôi, nhắm mắt là vẽ rồi. Không, vẽ cái này mấy anh biết tôi rồi, vẽ là mẹ gì nữa. Trời ơi, vậy mà anh phe tưởng thiệt. Cái đó là nếu mà anh nói được thì anh phải thực hành cho người ta mới tin chứ. Ê, anh nói mày sẽ tin nữa. Ừ, mà ông không làm ai tin. Ai tin? Tôi đâu có cho anh tin tôi đâu. Tôi đâu có cần mấy anh tin. Ồ, sao kỳ vậy? Chơi kỳ chạy. Sống kiểu ở bên Mỹ xong đó. Gì hả? Hồi nó là ca bản độc quyền nữa nè. Rồi anh ở bên Mỹ, anh ở nước nào? Nước chùm bà lây á. Chùm bà lây là chơi tùm lum hả? Ổn đi. Rồi vô xăng là bắt đầu mình hát. Thuốc nữa rồi, cho đi thuốc đây, cho thuốc. Mua 7 thùng mít thuốc mới im chứ. Trời ơi trời. Em có tôi mua anh hút luôn rồi. À, dạ uống 7 thùng mít mới chịu hả? 7 thùng mít là gì? Thuốc 7 thùng mít, 7 thùng sòn đó mà kêu. À 7 thùng sòn kêu anh hút mít ha. Quá độc, quá độc. Ngày anh hút bao nhiêu điếu? Đụng cái thuốc vậy. Đi nước rồi nấc luôn nè. Ờ đó, có gì như nước nấc luôn rồi. Tặng bản cho em nghe luôn coi. Gà trả tiền con gà về tặng bản đi. Không chừng hồi đó có tiền bo nữa. Từ già quê xưa tôi ra đi giữa một chiều mưa tuôn ra mưa. Quá hay, quá hay. Nhìn bóng ngoài tôi chập chờn trong đêm mưa, phố tóc bạc lưng cong mắt nhỏ nắm lệ, nhìn theo bước chân tôi xa phất mái chân nghèo. Thấy không? Tạch không? Đó. Đó. Quá hay, quá hay. Mười mấy năm qua những hình ảnh thân yêu đâu dễ phai mờ. Trong tư tưởng con luôn nhớ về quê ngoại xứ sở, tuy nghèo mà tình nghĩa thâm sâu. Tan gồng năm dài quá mấy cuộc bể dâu, ngoại tôi giờ đây chắc già yêu lắm. Ai đứa em khờ nay chắc đã lớn khôn thêm, biết có còn nhớ đến người anh đang miệt mài trên diễn xương. Quá mùi, quá mùi, quá mùi. Nghe cái này nghe tịch tịch. Trời ơi, âm thanh ngăn quá. Quá mùi, quá mùi. Đêm đêm bên bếp lửa hồng, ngoài ngồi ru trao ấm vòng tay. Gió lùa qua mái tranh siêu, ngoài đâu xa hoàng sớm chiều gian nan. Ngoài ơi dù ở nơi đâu, nơi chân trời róc biển, con vẫn thầm mơ ngày trở lại quê nhà, tìm lại lời ru của ngoài năm nào, tìm lại tuổi ấu thơ sống im điềm bên ngoài. Khi mẹ sang sông đành lòng quên bỏ đàn con, cha đi mãi không về chảnh khói lửa điêu linh. Ngoài vất vả gian nan lo cho đàn cháu dài,
một nắng hai sương tội già nua gắt yêu. Ngoài rồng ganh thâm tình mặt sáng biển đời cho. Cho đảng tay, cho đảng tay ơi. Quá đẹp. Nè bây giờ em nói anh nè. Hồi anh ca là micho không phải không? Mà bây giờ anh ca không như là nghe là gắt hay hơn micho luôn. Âm thanh luôn. Nghe hay luôn. Cái này là tiếng là mình mọc là ca mọc gì mới hay nè. Tiếng tình tốt ca. Bây giờ anh lấy hơi thằng nào rồi đây? Anh hô lấy hơi của Đăng Nguyên đi. Đăng Nguyên hả? Ca nhạc đó. Vậy có Đăng Nguyên luôn hả? Tại tại có sống đủ như binh sĩ không à. Dạ. Đăng Nguyên lấy hơi Đăng Nguyên đi. Rồi vô Đăng Nguyên coi. Ca bản nhạc luôn đi, tặng anh luôn đi. Đâu nhớ bài đó. Ca bản khác. Ca bản khác. Ca bản khác. Bây giờ mình hát bài Trăng Giấy Trắng ha. Trời ơi, em Trăng Giấy Trắng. Rồi. Anh nhớ lúc mới biết yêu lạnh đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Anh vẽ bức tranh yêu thương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Quỳnh thì cùng đi trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Trang giấy trắng đâu đến nay hao gầy, vì em xa anh xa nơi chốn này. Anh ngỡ nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa nơi thầm tay, hứa quay về sau anh chờ hoài chẳng thấy. Quá hay. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Quên rồi. Không, hay quá. Anh biết anh biết ca cổ không? Ca cổ cái gì mà làm được mà. Cái gì mà làm được hết. Thôi dài nào tốt nấy. Đâu rồi dứt bản dài cho nghe coi. Nhắc này khang tiếng. Vô chăm vô chăm vô. Bây giờ uống cái gì? Uống cái gì nữa không? Bây giờ uống chai gì? Uống gì mà công tốn tiền mà không. Đâu có gì đâu. Không sẽ tốn. Bây giờ uống cái gì thì cũng mua cho anh uống hết. Anh uống chai nước gì cho anh không cổ nè. Giờ chú ý ông phục vụ cho khán giả nước ngoài kiều bào nước ngoài người ta nghe coi. Em ơi miệng lắng sông sâu còn có khi đầy khi căng, những tình có đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng trận gió chi em cho bờ mi đắm lệ thương. Quá đọc. Không. Đành thôi em dàn vợ mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa đón khi tan trường về hai đứa bước chung đôi. Câu hẹn câu thề ấy thuốc ở đầu môi, dù cho biển cạn non mòn tình anh không thay đổi. Nay tơ hồng chia cách bởi gì đâu, em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ tham. quá độc. Không, hay thiệt chứ phải nghe cho lên thiệt đó. Hay thiệt chứ phải. Quá hay. Rồi vô hết hả? Em ơi hãy hiểu cho anh mà đừng hờn trách, hãy cố quên đi mà dối trọn đêm này. Để tình có dở dàng khi niềm cũng đông đầy, rồi mãi đây hai phương trời cách biệt, chuyện ân tình này cố mà quên. Em hãy vui dày diễn mới nghe em, hạnh phúc trăm năm của một đời con gái. Dù có thương nhau mình cũng đành ly biệt, mộng ban đầu như gió mây bay. Thiền đã sang sông trời yên gió lặng, tiện chân em vui bước theo chồng. Em ơi mai đây mình cách biệt đoạn đường đời, hai đứa hai nơi. Chích giường cái. Chích giường cái. Vô lấy hơi chưa? Lấy hơi. Hát cái bài gì anh có biết hát bài gì về ngoại không? Hả? Mình ca bài khác luôn anh. À ca bài khác đi. Bài khác
cái bài gì mà có liên quan đến đến ngoại á. Ừ. Anh biết không? Có bài ngoại tôi gì không? Ờ. Bây giờ không còn nội tôi. Ừ. Ngoại. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, người là lẽ sống cho đời con. Người là trắng khuya, gió tan đêm trùng, tìm cho con niềm tin và sức sống. Ơi cha hiền, người là văn thái dương, tỏ ánh sáng soi đời con. Cái đi, cái đi, cái đi. Rồi, nghỉ rồi. Sao hả? Sao không ca nữa? Bài nữa chạy. Tèo nói gì kìa, chú cho người YouTube coi ta giận luôn. Đâu có. Đâu có nói gì đâu. Nếu mình hát nữa mình gửi qua cộng bà Việt Kiều mình gửi. Cái này mình tặng cho các cô chú và anh chị em á. Nè ca biết người ta thấy con giọng ca này người ta. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ, tuổi thằng con cờ nó đói biết nhờ ai. Tôi 12 con sống xa gia đình, côi cúc thân một mình nơi xứ là người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa tôi ngồi đây nức nở, tôi thân con cờ nó đôi chẳng cần ai. Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã phai màu thương nhớ đến người con. Rồi từng đêm mưa rơi nghe nhớ thêm. Lúc đầm em ga chân đó. Nói gì nói gì nói gì? Rút đầm ga chân hả? Thì thôi video đến đây kết thúc nha. Cả nhà có thương tiếng nhớ đăng ký kênh dẫn chuông thông báo. Đăng nhận video mến nhất nha. Đây là anh tên gì anh thiết lại coi? Lê Úc ở ấp Tân Phú 1 xã Hưng quận Nốt Tinh Thơ số nhà 232. Trời ơi. Có số điện thoại là 0363928500. Rồi rồi quá dữ. Mốt mà có mời anh đi hát đi không? Vài bữa đi Sài Gòn chơi với các bạn. Trời mười vài bữa đi Sài Gòn chơi luôn hả? Đi ra nhà Trường Giang với Trấn Thành hả? Trấn Thành. Trời ơi chơi luôn, đi ra nhà Trường Giang Trấn Thành chạy show hả? Ghê vậy. Quá độc quá độc. À, thôi Tiến xuống video nghe. Có thường Tiến nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Tiến nghe cô chú và các anh chị em. Nhớ ăn chuông thông báo đang theo dõi video mới nhất của Tiến.